Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 11 tháng 11, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Quan Sơn. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt huyện Quan Sơn. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động chỉ định đồng chí Vũ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quan Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 để chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thạch Thành nhiệm kỳ 2020-2025. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Đảng bộ huyện Quan Sơn cho đồng chí Lương Thị Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định tặng hoa, chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành và đồng chí Lương Thị Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã nêu lên tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác cán bộ, đồng thời nêu rõ đồng chí Vũ Văn Đạt là cán bộ được đào tạo cơ bản và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ ở nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong những năm công tác trên địa bàn huyện Quan Sơn. Đồng chí Vũ Văn Đạt đã phát huy tinh thần đoàn kết cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để đưa Quan Sơn ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng trên cương vị mới là Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, đồng chí Vũ Văn Đạt sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa, nghiên cứu giữa lý luận và thực tiễn để nhanh chóng tiếp cận công việc cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành có những bước phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc mừng đồng chí Lương Thị Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được giao phụ trách điều hành hoạt động Đảng bộ huyện Quan Sơn và mong rằng Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quan Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để đưa Quan Sơn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh, đáp ứng mong mỏi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Đảng bộ và nhân dân huyện Quan Sơn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ trao tặng 50 giường bệnh, 20 bình oxy, 800 lít oxy hóa lỏng từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền Tây cho Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Chiều qua ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh. Dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trung tướng Phạm Quốc Cường, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được thành lập theo quyết định của Bộ Công an, gồm 1.094 cán bộ chiến sĩ được huy động từ các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh, do một phó giám đốc công an tỉnh làm trung đoàn trưởng. Trong điều kiện bình thường, các cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn sẽ công tác làm nhiệm vụ tại đơn vị địa phương, khi có yêu cầu sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ. Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, chủ động chuẩn bị thêm lực lượng cơ động dự bị ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất của công an tỉnh. Nhiệm vụ của trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy trung đoàn phối hợp với các phòng chức năng khẩn trương ổn định về tổ chức, quán triệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, đề ra chương trình, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy để tổ chức thực hiện. Các phòng ban chức năng tham mưu về cơ chế vận hành, điều hành, quản lý Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, cơ chế phối hợp, điều động, huy động lực lượng và vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện và cơ chế chính sách đối với cán bộ chiến sĩ khi được huy động tham gia huấn luyện, diễn tập và chiến đấu. Các đơn vị công an trong tỉnh thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh về việc huy động, bố trí sử dụng đơn vị dự bị chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Trung đoàn thường xuyên tổ chức huấn luyện để cán bộ chiến sĩ nắm vững những kiến thức, kỹ năng, chiến thuật quân sự, võ thuật, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng độc lập tác chiến, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động. Mục tiêu đặt ra là xây dựng trung đoàn có tính kỷ luật nghiêm, chuyên môn giỏi, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có yêu cầu đặt ra. Qua đó khẳng định sức mạnh của lực lượng công an Thanh Hóa trong đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đẹp trong quần chúng nhân dân. Các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đã biểu diễn kỹ thuật tác chiến và võ thuật, thể hiện sức mạnh của lực lượng Cảnh sát cơ động. Chiều qua ngày 11 tháng 11, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT về thúc đẩy triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 dưới hình thức trực tuyến. Đại diện các sở ngành cấp tỉnh có liên quan và lãnh đạo Tập đoàn VNPT, VNPT Thanh Hóa dự lễ ký kết. Trên cơ sở kế thừa và sử dụng có hiệu quả hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin hiện có của tỉnh Thanh Hóa, phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn VNPT thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 trên 6 nội dung chính gồm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối với các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp; phát triển nền tảng cho chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số; triển khai các giải pháp phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số dựa trên nền tảng là công dân số; bảo vệ người dân bị ảnh hưởng tác động tiêu cực bởi công nghệ số; và đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, việc ký kết hợp tác thúc đẩy triển khai chuyển đổi số giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn VNPT nhằm khai thác tối đa các thế mạnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh thành phố chuyển đổi số nhanh, toàn diện và bền vững nhất cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn VNPT ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển nền tảng chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Thanh Hóa, triển khai sớm hạ tầng mạng 5G cũng như hỗ trợ các ngành lĩnh vực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số và đảm bảo an toàn an ninh thông tin, có chính sách giá cước dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin ưu đãi, đặc thù và phù hợp với điều kiện của tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo tốt nhất chất lượng hạ tầng dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin phát triển hạ tầng công nghệ, cung cấp dịch vụ đảm bảo hài hòa lợi ích dân sinh và lợi ích của doanh nghiệp, đảm bảo tính bền vững, an toàn, mỹ quan đô thị, đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư cho xã hội. Tại lễ ký kết, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo VNPT Thanh Hóa cũng đã trao tặng những món quà lưu niệm thể hiện tình cảm, sự trân trọng, gắn bó và kỳ vọng vào sự hợp tác tốt đẹp của hai bên trong giai đoạn tới. Hôm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, với sự tham gia của 2.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên tại 27 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia học tập chuyên đề bằng hình thức trực tuyến, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã được tiến sĩ Lương Trọng Thành, hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Thanh Hóa, truyền đạt những nội dung cơ bản về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng, nền tảng sức mạnh đoàn kết của nhân dân, sự chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức, kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và thời đại. Đồng thời gợi mở cho cán bộ đoàn chủ chốt của tỉnh các giải pháp về đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường hoạt động, phát huy và chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, chủ động tích cực tham gia xây dựng Đảng, đổi mới tác phong làm việc của cán bộ đoàn để vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc được tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức là việc làm thiết thực nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập tuyên truyền chuyên đề trong toàn đoàn, làm cho cán bộ đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện đi đầu của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị diễn đàn khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến một số chuyên đề gồm kế hoạch hành động của tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện khâu đột phá nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 20 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và quyết định của Sở Khoa học Công nghệ về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 20. Trên cơ sở đó, khuyến khích đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư công nghệ thiết bị mới hiện đại phục vụ tốt hơn trong sản xuất kinh doanh và công tác khám chữa bệnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa vừa thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 cho xã Trường Sơn, huyện Nông Cống. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống đã tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở tầng, mở rộng các tuyến đường giao thông liên thôn, hệ thống mương tiêu hóa nước trong khu dân cư, chỉnh trang nhà ở. Xã cũng luôn chú trọng phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả theo hướng liên kết, duy trì hoạt động các làng nghề truyền thống, xây dựng nhà sạch vườn mẫu, phát triển sản phẩm OCOP. Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã đạt hơn 300 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Trường Sơn đạt gần 70 triệu đồng một người một năm và không còn hộ nghèo. Cảnh quan nông thôn sạch đẹp, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt. Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất xã Trường Sơn, huyện Nông Cống đạt chuẩn 13 trên 13 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đây là cơ sở để Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét bỏ phiếu trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Trường Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, để triển khai đợt xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường việc gộp mẫu trong xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Sở Y tế Thanh Hóa giao Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện đánh giá nguy cơ, xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực xét nghiệm trên địa bàn, đối tượng và địa bàn tầm soát thực hiện theo quyết định số 4399 ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ưu tiên địa bàn có nguy cơ, người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, người trong doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ, người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, đại diện các hộ gia đình, đồng thời tăng cường năng lực xét nghiệm, thực hiện tối đa việc gộp mẫu trong xét nghiệm tầm soát COVID-19, thực hiện gộp mẫu đối với những người có nguy cơ tương đồng. Trong các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thanh Hóa, nhóm cây ăn quả là một trong những loại được ưu tiên chú trọng phát triển. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch các vùng sản xuất tập trung phát triển cây ăn quả quy mô lớn gắn xây dựng thương hiệu, góp phần khai thác tiềm năng đất đai, từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Triển khai dự án quy hoạch phát triển vùng cây ăn quả trọng điểm trên cơ sở cải tạo đất vườn, đồi, trang trại. Từ năm 2016 đến nay, huyện Thạch Thành đã phát triển được khoảng 1.000 ha cây ăn quả, trong đó có 500 ha cây có múi. Nhiều diện tích trồng cây hàng năm kém hiệu quả được người dân chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, thu nhập đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một ha. Đầu năm 2021, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm cam Vân Du, huyện Thạch Thành. Cùng với mở rộng diện tích, các hộ dân, doanh nghiệp đã chú trọng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Tại huyện Như Xuân, cùng với phát triển thành công vùng cây ăn quả có múi tập trung với diện tích hơn 400 ha ở các xã dọc hai bên đường Hồ Chí Minh, năm 2019, sản phẩm cam đường canh Như Xuân và cam xã Đoài Như Xuân được công nhận chỉ dẫn địa lý. Đây cũng là các sản phẩm đầu tiên được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Năm 2021, huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả như xoài, chanh dây, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến. Như Xuân đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển thêm vùng cây ăn quả tập trung khoảng 800 ha. Như Xuân thì hiện nay đang xác định là cây ăn quả là cây trồng chủ lực của huyện để tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển trong giai đoạn 2021-2025.
với cái diện tích từ 600 cho đến 800 hecta, và huyện đã tập trung kêu gọi các cái doanh nghiệp về đầu tư phát triển cái vùng nguyên liệu của huyện và gắn với chế biến. Từ đấy thì nâng cao cái hiệu quả trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa thì tiềm năng đất đai còn dồi dào, màu mỡ và rất phù hợp với cây xoài và cây chanh leo theo chiến lược phát triển của công ty. Thì hiện tại công ty đang mở rộng phát triển hai dòng cây ăn trái này tại huyện Như Xuân. Từ năm 2019 đến nay, cây ăn quả được xác định là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thanh Hóa. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 22.000 ha cây ăn quả các loại, trong đó diện tích cho thu hoạch là 18.000 ha, sản lượng trên 300.000 tấn một năm, giá trị ước đạt 2.200 tỷ đồng. Một số huyện như Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân đã hình thành được các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, ứng dụng công nghệ cao cho giá trị thu nhập từ 450 đến 500 triệu đồng một hectare một năm. Một số sản phẩm như cam, bưởi đã được đăng ký nhãn hiệu và ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển cây ăn quả của Thanh Hóa vẫn còn nhiều hạn chế. Trong số 22.000 ha cây ăn quả hiện có, chỉ có 7.000 ha sản xuất tập trung, còn lại là phân tán nhỏ lẻ. Tổ chức sản xuất hầu hết do các chủ thể tự đầu tư, thu hoạch và tự tìm thị trường tiêu thụ. Chưa có các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định, chưa hình thành được các câu lạc bộ, liên minh, hiệp hội về sản xuất cây ăn quả. Ngoài dứa, các sản phẩm khác hầu như chưa có cơ sở bảo quản và chế biến, nhất là những sản phẩm có thể chế biến sâu như cam, bưởi, nhãn, vải. Chưa có cơ sở nào được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, chế biến, phục vụ xuất khẩu. Để phát triển hiệu quả bền vững cây ăn quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã xây dựng phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chúng tôi tập trung vào một số cái giải pháp. Thứ nhất là xác định được cái quỹ đất để sản xuất cây ăn quả tập trung với cái diện tích khoảng 18.000 ha, bố trí cái quy vùng, lựa chọn các loại giống cây ăn quả tập trung với 8 cái nhóm giống chính ở trên địa bàn. Tiếp theo đó là xây dựng các cái cơ sở nhân giống và đẩy mạnh cái công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như đào tạo cái đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ cho nhân dân trong cái việc sản xuất cây ăn quả. Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt 30.500 ha với các loại như cam, bưởi, mít, dứa, chuối. Trong đó có trên 18.000 ha sản xuất tập trung, sản lượng quả đạt trên 460.000 tấn một năm, giá trị thu nhập 5.400 tỷ đồng, chiếm từ 12% đến 15% giá trị thu nhập ngành trồng trọt. Để nâng cao giá trị sản xuất cây ăn quả, cùng với các giải pháp của ngành nông nghiệp, các địa phương cần đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, chú trọng phát triển hạ tầng các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm cây ăn quả của Thanh Hóa. Với nhiều hệ thống sông lớn nhỏ cùng hàng nghìn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, Thanh Hóa rất có tiềm năng để phát triển nghề nuôi cá lồng bè. Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả, các địa phương cần có định hướng quy mô phát triển cũng như đối tượng nuôi gắn với bảo vệ môi trường để phát triển nghề bền vững hơn. Bắt đầu nuôi cá trên hồ Cửa Đạt vào năm 2018 với 5 lồng cá. Đến nay, gia đình ông Trịnh Xuân Châu đã phát triển lên 21 lồng. Theo ông Châu, đầu tư mỗi lồng cá hết khoảng 20 triệu đồng. Trong một năm nuôi, trừ mọi chi phí, mỗi lồng đạt lợi nhuận từ 20 đến 30 triệu đồng. Giai đoạn 2019-2021, cùng với khuyến khích các hộ nuôi cá thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Cửa Đạt, huyện Thường Xuân đã có chính sách hỗ trợ kinh phí làm lồng nuôi. Nhờ đó, từ vài chục lồng nuôi ban đầu, đến nay hợp tác xã có gần 200 lồng cá với 60 hộ tham gia nuôi. Nhiều hộ có nguồn thu nhập khá từ nghề nuôi cá lồng. Trong quá trình nuôi, các hộ được tập huấn, nắm vững kiến thức để phát triển nghề hiệu quả. Nuôi con cá trước hết là mình phải chú trọng vào cái môi trường, phải sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Và mình phải chăm bón và theo dõi con cá. Còn thức ăn của nó thì mình phải chăm sóc đàng hoàng, theo dõi con cá, thức ăn dư thừa thì phải dọn dẹp vệ sinh, chuồng trại phải sạch sẽ, mình mới phát triển được. Huyện Thường Xuân cũng đã chỉ đạo cho phòng chuyên môn là tổ chức tập huấn cho bà con nhân dân về kỹ thuật nuôi cá lồng, đồng thời là tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững lâu dài. Bên cạnh đó thì cũng có những cái giải pháp là hỗ trợ cho mỗi hộ
nuôi cá lồng. Một lồng cá là 10 triệu, và đó thì mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, hiện nay Thanh Hóa có trên 1.100 hộ nuôi cá lồng nước ngọt ở các sông hồ với trên 2.000 ô lồng, quy mô từ 6 đến 110 mét khối mỗi lồng, tập trung ở các huyện Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Thạch Thành, Thường Xuân, Triệu Sơn. Sản lượng nuôi cá lồng hàng năm gần 2.000 tấn. Ưu điểm của nuôi lồng là cá phát triển nhanh, năng suất cao, chất lượng tốt, được người tiêu dùng ưa thích. Tuy nhiên, dù tiềm năng mặt nước, nhất là các hồ chứa của Thanh Hóa rất đa dạng, nhưng đa số các hộ nông dân không đủ tiềm lực kinh tế để đầu tư sản xuất nuôi lồng bè quy mô lớn, chỉ nuôi ở các sông, hồ nhỏ. Bên cạnh đó, phần lớn các địa phương không có quy hoạch, thiếu tập huấn kỹ thuật. Các hộ dân chủ yếu nuôi tự phát, tiện đâu nuôi đó, dẫn đến nghề không phát huy được, thậm chí ngày càng kém hiệu quả. Trước đây thì với tôi thì cứ năm nữa là được khoảng ít nhất là phải cỡ tầm 40 triệu mỗi một gia đình. Giờ là nhà mua lại cao nhất là được khoảng tầm 30 triệu, 20 triệu, có khi là cứ 10 triệu thôi. Để phát huy hiệu quả của nghề nuôi cá lồng, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng đề án phát triển nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng khai thác, tận dụng tiềm năng và sử dụng hiệu quả mặt nước sông, hồ chứa, thủy lợi, thủy điện và các hồ mặt nước lớn, hồ chứa tự nhiên nhằm tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời đáp ứng đa mục tiêu trong việc sử dụng hồ chứa. Đẩy mạnh áp dụng thực hành nuôi trồng thủy sản tốt, đa dạng giống thủy sản có giá trị cao, nuôi có chứng nhận gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phù hợp với yêu cầu của thị trường. Từng bước phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông, hồ chứa, thủy lợi, thủy điện theo hướng công nghiệp. Sau gần 5 tháng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng theo mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm về quá tải, quá kích thước thành thùng trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Để duy trì kết quả này, hiện Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý, ngăn chặn triệt để tình trạng xe quá tải hoạt động. Quốc lộ 1A là tuyến giao thông thường xuyên có các xe chở quá tải, cơi nới, kích thước thành thùng lưu thông, đặc biệt là đoạn qua thị xã Nghi Sơn. Lợi dụng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đông, lực lượng Cảnh sát Giao thông của thị xã mỏng, không kiểm soát hết vi phạm, nhiều chủ phương tiện chở hàng hóa, vận chuyển vật liệu xây dựng đã cơi nới kích thước thành thùng để chở quá tải. Sau đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa đã bố trí tổ công tác của trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương tăng cường kiểm soát 24/24 giờ trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Nghi Sơn, kịp thời phát hiện xử lý các xe vi phạm quá tải. Thực hiện cái mệnh lệnh 03 của Giám đốc Công an tỉnh ấy, thì trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa đã có những cái kế hoạch như kế hoạch 44, kế hoạch 45, kế hoạch 46 tiếp tục tăng cường xử lý cái nhóm đối tượng chở quá tải, quá chiều cao, chiều dài, chiều rộng, đặc biệt là trên cái địa bàn quốc lộ 1A tuyến Nghi Sơn của tuyến thị xã Nghi Sơn. Đấy, thì bước đầu cho thấy rằng cái hiệu quả đạt được là rất là tốt. Được biết, thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng theo mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh. Từ ngày 21 tháng 6 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông và lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an 27 huyện, thị xã, thành phố đã kiểm tra phát hiện và xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm quá tải, quá kích thước thành thùng. Trong đấy quá tải là khoảng 2.000 trường hợp và quá kích thước thành thùng là khoảng hơn 1.000 trường hợp. Thì có thể nói rằng là cái số tiền phạt là khoảng 13 tỷ 500 triệu đồng. Vì đây là một cái kết quả nó làm chuyển biến rất là rõ rệt cái tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thanh Hóa. Và cũng trong thời gian thực hiện cái mệnh lệnh 03 thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thanh Hóa được chuyển biến rất là rõ rệt. Tai nạn giao thông là giảm sâu cả 3 tiêu chí. Hiện nay đang là thời điểm cuối năm, nhiều dự án công trình đang gấp rút thi công nên nhiều chủ xe sẽ lợi dụng để cơi nới kích thước thành thùng chở hàng hóa quá tải. Vì vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông và lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thực hiện điện số 843 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quá tải theo mệnh lệnh số 03, tập trung trên quốc lộ 1A, quốc lộ 45, 47, đường Nghi Sơn Sao Vàng và các khu vực dẫn vào các điểm mỏ, bốc xếp và tập kết hàng hóa. Chương trình thời sự ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.